Các bạn thân mến, chiếc điện thoại Samsung Galaxy A8 là một chiếc điện thoại vừa mới được ra mắt của Samsung. Đây là chiếc điện thoại có thiết kế rất là mỏng và đẹp. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn tại đồ chơi di động.com đang có cái ốp lưng dàn dẻo trong siêu mỏng hoàn toàn trong suốt đến từ nhà sản xuất Nukin, một hãng phụ kiện đã quá là nổi tiếng rồi. Và đặc biệt chiếc ốp lưng này dành riêng cho chiếc máy A8 của chúng ta. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra để cùng giới thiệu với các bạn. Cảm giác đầu tiên mà mình cầm trên tay là cảm giác nó rất là nhẹ. Hoặc chừng chúng ta xem qua cái sản phẩm này nó khá là đơn giản, tuy nhiên mà nó rất là hữu hiệu trong việc bảo vệ chiếc máy của chúng ta. Bởi vì các bạn thấy là tất cả bốn cạnh của nó được bo lại hết, thì nó sẽ giúp cho tất cả cạnh viền của chúng ta được êm ái và an toàn hơn. Cũng như là mặt lưng nữa, nó sẽ chống lại được những cái vết va đập từ phía bên ngoài và làm chạy xước chiếc máy chúng ta. Vậy thì chiếc máy chúng ta sẽ giảm giá trị đi rất là nhiều. Và mình sẽ zoom gần một chút xíu để các bạn xem là ở phía mặt trong của nó là nó có những nó làm dạng sần chứ không phải là phẳng trơn. Vì đó thì nó sẽ giống giúp cho chúng ta chống việc mà cái hơi nước nó bị dính lại bí lại bên trong, và khi đó ví dụ mà mặt lưng nó sẽ không có bị ẩm nữa thì nó sẽ không có làm tạo nên cái vệt ố rất là xấu với mặt sau lưng của chúng ta. Và đặc biệt là các bạn thấy là những cái nút bấm, những nút bấm nó được làm nhô cao lên như thế này, làm giả lên luôn, thì chúng ta sẽ giúp chúng ta rất là dễ bấm. Và đây là phía mặt sau lưng của nó. Và một điều nữa là điểm nổi bật nữa là các bạn thấy là cái phần cổng sạc cũng như là cổng tai nghe đây, nó được làm thêm cái phần che lại thì giúp cho chúng ta sẽ ngăn được những cái tia nước hoặc là những bụi bẩn nó sẽ bám vào trong này thì rất là nguy hiểm cho chiếc máy. Các bạn thấy đó, nó là loại ốp dẻo, do đó thì chúng ta có thể dễ dàng mà chúng ta bóp nó lại như thế này. Chúng ta buông tay ra, nó vẫn trở lại cái hình dáng ban đầu. Với chiếc ốp lưng này thì ngoài việc bảo vệ thì chúng ta có thể dễ dàng trang trí cho chiếc máy chúng ta bởi những cái hình dáng ngộ nghĩnh hoặc là những hình dáng mà chúng ta yêu thích ở phía sau lưng. Và chúng ta gắn ốp lưng này vào thì cái hình dáng của chúng ta sẽ được bảo vệ, nó được bền màu hơn và nó sẽ ít bị trầy, khó bị chảy xước hơn. Cái sản phẩm này đang được bán tại website đochoi.com. Các bạn có thể mua trực tuyến hoặc là ta có thể mua trực tiếp ngay tại shop. Clip giới thiệu sản phẩm này đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip khác.